bác hả? Ủa vậy hả? Tưởng em già rồi, 40 tuổi rồi. Em 85 chị. Dạ. Chị tuổi gì? Chị Cún. Cún là 82 à? À. Còn hai mà lớn, con lớn ha. Dạ. Em mới cưới vợ năm ngoái. Dạ. Bạn có nhiều đứa bạn chị cũng 85 á, nhưng mà con học lớp 7 lớp 8 rồi. Lớp em là em là già trẻ nhất rồi. Một bạn mai mốt là bố già con họ. Phải chịu thôi. Lo đi học thì phải chấp nhận thôi. À, ok chỗ Bắc ha, bây giờ tiếng Anh của em sao? Đấy, đấy này này. Thấy có tự nhiên có cái ngoéo đây là sao? Cũng, nói chung là cũng không ăn thua đúng không? Tiếng Anh được mà em cho học tiếng Anh, chị cho học bắt học tiếng Anh là lúc ở trung tâm rất là lâu rồi. Ấy là học cái chương trình gì em? Giao tiếp hay là TOEIC hay là IELTS hay là PET CAT nè? Giao tiếp. Giao tiếp. Nhưng mà bây giờ có giao tiếp được không? Rồi đây thấy muốn đi Đức ngành kỹ thuật là chuẩn bị mấy tuần nữa là thi tốt nghiệp đúng không? Dạ tầm 28 tháng sau. Ừ. Chắc đậu chứ ha? Dạ. Cái học lực của em sao? Dạ, điểm ở trường? Dạ tầm khá. Khá là khoảng 7 phết mấy à? Là các cái môn kỹ thuật hay sao? Sao? Ý là các cái môn kỹ thuật hay sao? Ý là các cái môn kỹ thuật chẳng hạn như là toán lý hóa, môn tự nhiên, à, công nghệ rồi đó, à, rồi bên hướng nghiệp thì người ta gọi là các cái bộ môn bên kỹ thuật, à, còn ở trường thì mình hay gọi là môn tự nhiên. Còn xã hội là giáo dục công dân. Dạ dạ đúng rồi, giáo dục công dân rồi văn sử địa rồi đó ha. Nhưng mà em có vẻ là hứng thú hơn bên kỹ thuật hơn đúng không? Kỹ thuật thì nó rất là nhiều á, thì thầy cũng không biết là em thích cái bên cái mảng nào, ví dụ như là điện nước, cơ khí, ô tô, xây dựng, in ấn, nói chung là thậm chí là có IT rồi nữa. Thì con thích cái ngành nào? Kỹ thuật sửa chữa. Sửa chữa là phải cái gì đó chứ, ví dụ như sửa chữa điện, sửa chữa ô tô hay sửa chữa cái gì, hay là sửa chữa máy? Máy ô tô. Một trong hai thôi. Một á là em bên ô tô. Hai là cái kiểu sửa máy của em là đi bên cơ khí. Đấy. Học cơ khí với ô tô thì nó là hai cái mảng khác nhau hoàn toàn. Nôm na thì thầy nghĩ là nếu mà em thích kỹ thuật, sửa chữa là tất cả mọi thứ thì em cứ định hướng cái nhóm ngành đấy. Rồi ví dụ như thời điểm đó, ví dụ như bây giờ là tháng chuẩn bị tháng 6 đúng không? Thì chắc cũng phải tầm, nếu mà cháu mà học tốt á, thì tầm khoảng tháng 3, tháng 4 sang năm là bắt đầu mình quyết định cũng được. Là mình sẽ chọn cái kỹ thuật nào. Và mình sẽ chọn dựa trên các cái số đơn hiện có. Đơn nghĩa là sao? Tức là bởi vì đi Đức á, là em sẽ đi theo cái bảo lãnh của doanh nghiệp. Bởi vì doanh nghiệp người ta ok em á, người ta mới bảo lãnh em qua. Và em sẽ phải phỏng vấn với người ta. Người ta đồng ý nhận em mới được. Chứ còn không thể mà em muốn là được. Vì người ta bảo lãnh mình qua nè, họ lo cho cái chỗ học nè, à, họ lo chỗ làm nè, hàng tháng họ trả lương nè, các cái chế độ phúc lợi xã hội là người ta bảo vệ mình nè. Đấy. Còn chỗ ở rồi các cái chỗ khác là tụi em sẽ thuê sẵn cho cháu, đấy, để cháu ở, rồi hàng tháng thì em có lương thì em trừ ra. Đấy. Thì họ có quyền chọn em chứ em không có quyền chọn họ. Đấy. Nên là bản thân mình phải biết là mình cần phải rất là cố gắng, nỗ lực để mà người ta chọn mình. Còn cái kỹ thuật thì bởi vì bản thân em cũng là một cái giống như tờ giấy trắng thôi. Đấy. Nên là chắc chắn là phải học lại từ đầu rồi. Và cái ngành này thì em phải học 3 năm. Và cái đầu vào là sẽ là B1 tiếng Đức thôi. Và cái B1 này mình sẽ học ở Việt Nam. Còn khi ở Việt Nam thì em sẽ phỏng vấn với doanh nghiệp người ta, họ nhận. Và sau đó thì bên thầy sẽ làm hồ sơ cho em, hồ sơ visa, máy bay rồi thì em mua vé luôn cho cháu. Đó. Rồi qua bên Đức thì em, bởi vì em sẽ ký hợp đồng tất cả mọi thứ ở Việt Nam hết, rồi qua đó là em chỉ tới chỗ đó em học em làm thôi. Thì cái thời lượng học và
và thời lượng làm thì nó theo thường khoảng là 3-7, 30% là học. Bên đó nó được cái là nó học thẳng vào vấn đề, nó không có học vòng vòng. Đấy. Và cái chỗ học của em thì nó là một cái trường khác, chứ không phải là cái chỗ nhà máy em làm. Vì họ sẽ chọn một cái trường cho em học. Em không được chọn trường nha. Bởi vì cái nhà máy họ sản xuất cái gì thì họ phải chọn cái trường để mà đào tạo nhân viên cho khớp với cái nhu cầu của họ chứ. Nhiều khi em đi học một lúc hai trường luôn. Là một cái trường dạy lý thuyết, một cái trường dạy thực hành. Rồi còn thực tế thì tới nhà máy làm. Đó. Nhưng mà đổi lại thì sau 3 năm thì em lại rất là bài bản. Bởi vì được học đào tạo kỹ và nó sát như vậy. Chứ kiểu như mình nhiều cái lý thuyết nhiều quá. Ví dụ như mấy đứa học cơ khí đi ô tô, nhiều khi nó học năm thứ nhất rồi mãi năm thứ ba mới đầu mới đi kiến tập với thực tập, chị nhớ không? Thì làm sao mà nhớ được chị? Đấy. Ở đây á, thì có thể là con sẽ học một lúc một lèo mấy tuần luôn, rồi bắt đầu con mới đi thực hành, rồi bắt đầu con mới đi làm. Chứ sáng dậy mà chiều làm thì hơi khó, nó tùy ngành, nhưng mà ngành bên kỹ thuật thì thầy nghĩ là không thể được kiểu như vậy. Con cao bên mấy? Cái lý do tại sao con chọn đi đích? Nó thiên về mặt kỹ thuật hơn, lại phúc lợi tốt hơn. Nhưng mà chị có thấy cháu mày mò rồi ở nhà có sửa được gì vậy chị không? Có, cái mẹ nhà cũng nhờ rất là nhiều. Là thứ mấy trong nhà chị? Một đứa. Con đứa hả? Còn chồng chị có làm bên kỹ thuật không? Không à. Sao tự nhiên con đứa bắt đi vậy? Nhà đi chứ. Thực ra nếu mà tính về đầu tư tổng số tiền thì có lẽ là gấp đôi. Chị thử đi cho học đại học 4 năm đi là sơ sơ cũng phải 500 triệu. Ăn ở rồi nữa. Nhưng mà học đại học ở Việt Nam ngay xong rồi nhưng mà rất là vất vả. Thì lương 7-8 triệu. Đấy, lương 7-8 triệu. Rồi về rất là tốn thời gian. Nên là thôi. Với lại cái văn hóa ở môi trường Việt Nam. Không phải bên bạn. Đúng rồi. Tại vì chị đi từng đi nước ngoài nên chị cảm nhận. Chị đi nước nào? Được, ngày xưa là công ty cho chị đi Đức. Chị đi Đức rồi hả? Rồi 4 nước của châu Âu. Hungary. Xong rồi Nhật Bản. Nói chung là chị đi qua nước ngoài. Chị so sánh được đúng không? Đúng rồi. Nên là chị cảm thấy là rất là phù hợp với lại môi trường Đức. Mặc dù lòng tí thôi nhưng mà mình sẽ cảm nhận được mà. Cơ sở đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà về chị định hướng cho con thì là ở môi trường đó thì con mình phải định hướng cuộc đời của mình. Môi trường đó mà vô không phải sinh con ra cứ kèm cặp con phải bắt con phải ở bên cạnh mình. Mình phải sinh nó ra mình đặt vào môi trường đó cho đời nó tốt. Rồi cái việc mà nước Đức á, thì những cái con phải thích nghi là cái chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng mà có cái vấn đề lớn nhất á, mà đa số các bạn sẽ gặp phải và nó kéo theo rất nhiều các vấn đề khác là xoay quanh vấn đề ngôn ngữ. Ở Việt Nam thì thầy sẽ đảm đương đến cái khúc B1 thôi, và nó chuẩn bị cho con đâu đó chắc được khoảng 30-40% thôi, chứ không nhiều đâu. Thầy nói trước như vậy bởi vì thầy nói thẳng ra tiếng Đức con học vòng vòng năm, trong khi đó tiếng Anh con học mười mấy năm là còn chưa nên thân nói gì tiếng Đức. Nên là bản thân mình phải xác định là cái đây mình học để sống còn á, là mình phải cày cuốc cố gắng tập trung vào học. Những cái gì không biết chủ động mà tìm kiếm đi. Đấy, bí quá là hỏi thầy cô. Khi mà con chủ động tìm kiếm, con chủ động học, con sẽ cái não con nó hoạt động. Chứ còn cái gì mà mẹ nói thầy nói con quên nhanh lắm, nhưng mà cái gì cũng tự mày mò con nhớ rất là dài, từ vựng cũng y chang như vậy. Thầy cô thì họ sẽ dạy phương pháp cách thức thôi. Mình vô mình học á, thì mình sẽ tập trung vô để mình lĩnh hội kiến thức và lĩnh hội phương pháp, còn lại mình chủ động mình tự học. Ví dụ như hôm nay mình học cái chủ đề đi xe buýt đi, thì cô dạy một cái topic ở trên đó là đi xe buýt, rồi từ vựng tương ứng, rồi ngữ pháp tương ứng, nghe nói đọc viết tương ứng. Bấy nhiêu không đủ, con phải về con đào bới tất cả mọi thứ liên quan tới xe buýt ở Đức cho thầy. Cỡ đó. Bởi vì nó sẽ có những cái từ vựng khác, những cái ngữ cảnh khác, những cái câu chuyện khác liên quan tới cái xe buýt.
Và khi mình học mình có một cái tâm thế là à mình sẽ tìm hiểu là qua đó mình sẽ đi xe buýt như thế nào này, sau này bố mẹ qua chơi thì dẫn bố mẹ đi xe buýt này, ví dụ vậy. Khi mà em có cái tâm thế mà em coi cái việc học là một cái hành trình đi tìm kiếm kiến thức và chuẩn bị cho tương lai, nó khác hoàn toàn với cái việc là em cố đấm băng xôi và em cày chỉ đơn thuần là đi thi. Bởi vì lúc đó nó sẽ cho em một cái tâm thế là em mong muốn học mà em thấy nó có ý nghĩa với em. Còn nếu mà đơn thuần về mặt đối phó thì thầy nghĩ là không đủ về mặt kiến thức mà, và nó sẽ rất là áp lực. Đó. Thì thầy nói trước những cái đó cho em. Nên là bây giờ tới gặp thầy rồi, mẹ cũng đi xa xôi như vậy rồi thì bỏ qua cái tiếng Đức đi, con được bao nhiêu phần trăm quyết tâm? Bởi vì tiếng Đức chắc chắn là con sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn rồi, không thoát rồi. Thì còn cái vấn đề gì mà con lăng tăng hay không mà con cần cái sự hỗ trợ của thầy giải đáp thì con cứ nói với thầy. Cái chỗ đó thì thật sự thầy cũng nói thẳng luôn á, là bên thầy chỉ hỗ trợ cho con cái giấy là đang học tiếng Đức thôi, chứ còn tất cả những cái thứ khác thì không thể, vì cái này là cái nghĩa vụ. Em có thể học đại học thì nó học gì đó thì tùy em, còn cái đó thì thầy không thể làm được. Còn nếu mà em quyết tâm đi Đức thì thật sự nó là một cái hành trình dài, vì qua đó là sơ sơ học tiếng 1 năm này. Đấy, rồi đi qua đó học 3 năm nữa chị. Rồi sau 3 năm thì em phải đi làm nữa chứ. Đi làm đủ năm đủ tháng mới vô quốc tịch được chứ. Thì sơ sơ phải 7-8 năm. Tôi cho 10 năm luôn đi cho thoải mái. 10 năm thì lúc đó con cũng mới 28 tuổi. Đối với người đàn ông là rất là bình thường. Đấy, người đàn ông á thì là thường là phải tầm 40 bắt đầu nó mới có chút thành tựu. Nói thầy dùng cái từ chút thành tựu. Bởi vì mình tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm, rồi cái sự chịu đựng, cái ý chí, nhiều cái thứ khác. Thì cái đó nó cần thời gian. Nên bản thân em cũng đừng quá áp lực là cứ nhìn thầy với nhìn mẹ thì sẽ bị hoa mắt chóng mặt ấy. Con nhìn phù hợp với con thôi, với cái độ tuổi của con thôi. Chứ không nên là nhìn xa quá. Và mình nhìn những cái thứ mà nó trước mắt và cần thiết và cụ thể. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ cái nhìn đầu tiên là nhìn tốt nghiệp đã. Cái nhìn thứ hai là muốn đi Đức thì phải học tiếng Đức. Vô học thì chuyên tâm mà học. Bởi vì trong học á, thì nó sẽ có đứa này đứa kia, có đứa siêng, đứa lười là cũng cho chuyện bình thường như chị đó. Xã hội mà, đó là xã hội thu nhỏ à, nhưng mà mình phải biết là cái gì nó quan trọng với mình, cái gì nó có ý nghĩa với em. Đấy. Em tập trung cái việc của em. Còn nhiều khi nó xúi đi đánh bia, đi chơi, xem phim thì tất nhiên thì lâu lâu cũng được, nhưng mà ý là nó sa đà vào những cái việc đó là rất là nguy hiểm. Thầy nghĩ là em chắc cũng hiểu những cái gì thầy nói, và chị cũng động viên thêm, nhắc nhở thêm cháu để mà có cái hướng để làm sao đồng hành cùng trung tâm. Nhưng không phải là em không có trách nhiệm, nhưng mà ý là cái sự động viên, cái sự nhắc nhở của bố mẹ cũng rất là quan trọng. Chứ còn ví dụ như là em mà bố mẹ cái suốt ngày áp lực lên em cũng mệt đó, không đơn giản đâu. Đấy. Nhưng mà cuộc sống phải có áp lực thì nó mới ra được. Có kim cương mới là áp lực. Rồi, có câu hỏi gì cho thầy không? Chưa có hả? Chị có thấy bạn thuộc cái tiếp người cẩn thận, có trách nhiệm? Không, chính cái sự em theo chủ nghĩa gọi là hoàn hảo, nên là sẽ thấy cái gì mà trước mắt là hay khó chịu. Đấy. Thì cái đó thì nó sẽ phù hợp với cốt kỹ thuật nó đòi hỏi cái độ chính xác. Đấy. Nhưng mà vì sai một ly đi một dặm, ví dụ như con làm bên ô tô đi, nó chỉ lật một cái là nó sẽ đi nguyên cái hệ thống. Ví dụ như xe ô tô của Đức ấy, nó khá là khác Nhật ở cái kết cấu. Ví dụ như Nhật thì theo thầy biết là nó có thể thay thế linh kiện tương đối dễ, nhưng mà Đức lại phải thay nguyên cọng, nên cái độ chính xác của cái cọng đó, bây giờ em chỉ lệch một xíu là nguyên cọng là ra đi, nguyên cọng máy móc đó, ra thiết bị đó. Nên là cái sự tỉ mẩn, cái sự cẩn thận và cái sự chính xác là nó đòi hỏi rất là cao nếu mà em học khối kỹ thuật.
Đức thì nếu mà kỹ thuật thì nó thuộc dạng top của thế giới rồi thì em hiểu mà. Chị có câu hỏi cho em không? Thì nói chung là cứ phải rõ ràng, như là chị không hiểu cái gì, không rõ cái gì thì em sẽ giải thích cho chị. Bởi vì chị em làm việc nó phải trên tinh thần là công khai minh bạch rõ ràng, giấy tờ hợp đồng đầy đủ. Ủa sao không biết chị mà chị gọi? Tại vì cái chị ở công ty của chị cũng làm việc xong rồi cũng đưa cho chị được cái lúc đó. Xong rồi sao không biết ở đâu có nhiều rất là nhiều số điện thoại chị mà chị cũng tìm hiểu, nhưng mà cái cách của các bạn giải thích của chị chị không hiểu. Với lại tại vì có một đứa con hồi giờ nó ở cái mặt của mình, rồi bây giờ mình cho nó một môi trường rất là xa. Bây giờ mình không biết được chương trình chương giáo, không biết được là bạn sẽ học cái gì, và khi xem đó bạn phải sẽ tính như thế nào, chỉ phải chỉ cho những đó cụ rõ ra cụ thể chị mới cảm nhận chị nghe được. Chứ còn mà cứ đi vòng vòng con phải này nên chị không có cảm nhận được, cho nên là chị không thích, và chị muốn cái gì cũng phải rõ ràng. Thì bên em thì những cái người mà em làm hồ sơ á thì phải gặp trực tiếp em mới nhận. Còn không em không có làm hồ sơ kiểu cứ quốc đại ra, không có. Tất cả các bạn mà học bên trung tâm á, đều là thầy gặp hết rồi. Có những bạn thì có thể là ở xa thì thầy sẽ gặp online. Đấy, có những bạn tư vấn cả năm á, mới ít đâu. Nên là khi mà xác định đi á, thì nó sẽ là một cái hành trình rất là dài và mình phải có cái tính cam kết. Đấy, ví dụ như mình ký hợp đồng với thầy, ký hợp đồng với người ta, em phải tuân thủ, em phải đàng hoàng. Chứ lúc lật này lúc lật kia là qua Đức nó suốt em bay phát một về Khánh Hòa luôn á. Nên là mình cứ đường chính chính luôn đi. Và bạn này thì em nghĩ là cũng thuộc cái nhóm đó. Nên là nước Đức họ cần những cái người mà có ý thức, và nó thẳng ra là nó cần cái sự thành thật. Em lừa người ta được lần thôi, em đâu lừa hoài được. Họ chấp nhận cái việc em yếu kém về mặt tiếng này, về mặt kỹ năng này, về mặt kiến thức này, bởi vì em còn nhỏ mà, người ta em đang đi học, họ tha thứ cho em thì bình thường. Nhưng họ sẽ không có chấp nhận cái việc là em thiếu ý thức hoặc là lừa lọc họ, gian trá. Ví dụ như là ở bên Đức họ tin người tới mức là chỉ bệnh chỉ điện là chỉ được nghỉ rồi, chỉ không cần phải gửi giấy bệnh viện. Nhưng mà nếu mà họ phát hiện em nói dối đó, thấy nghỉ mà thấy đi shopping ăn uống post Facebook à bầm luôn, là em phải hiểu cái hậu quả đó. Lên đường liền thì cái đó là cái hợp đồng nó sẽ ghi mà. Nên là thầy nói là cái mà người ta cần của mình đó là cái sự cố gắng nỗ lực và cái sự gọi là đàng hoàng, còn lại họ sẽ tạo điều kiện cho em. Nếu mà chị đi nước ngoài chị hiểu Tây người ta rất tử tế. Chị thấy trước, mẹ thấy trước là nó sẽ phù hợp với Đức. Đức thì nó sẽ tập trung vào cái chất lượng cuộc sống. Đúng rồi, chính xác. Đấy, họ tập trung vào chẳng hạn như là sáng đi làm, chiều về quay quần bên con cái hoặc là bạn bè. Đấy. Cái nước gì mà chủ nhật nghỉ, đóng siêu thị nghỉ, tức là họ muốn dành thời gian cho gia đình. Bản thân cái người đi làm siêu thị họ cũng có, họ phải cần thời gian cho gia đình. Thì tại sao họ lại phải đóng chủ nhật? Là bởi vì ví dụ như con cái nó cũng được nghỉ chủ nhật thôi. Bây giờ họ đi làm siêu thị bắt họ làm chủ nhật nữa. Con hiểu ý thầy không? Đấy, đất nước mà tiếng Anh nó gọi là the country of employees, đất nước người lao động. Thì nếu mà con là một cái tiếp người mà thích hướng nội, thích cuộc sống yên bình, chỉ tập trung vào công việc thôi, không cần phải kiểu như xã giao quá nhiều, thì đất rất phù hợp với em. Ở đây thì mình phải lo nhìn trước, nhìn sau, nhìn người này, nhìn người kia. Thì bên đó người ta đâu quan tâm em. Có thể họ sẽ hỏi là ok mày qua đây làm gì, thì nó đi học, học cái gì thì học bên ô tô. Ok, chắc là thú vị lắm ha. Rồi bắt đầu họ sẽ không có hỏi mày lương nhiêu rồi kiếm sao, rồi họ không quan tâm đâu. Họ sẽ quan tâm những cái thứ khác, như là ủa mày tính từ Việt Nam hả, tao cũng chưa đi Việt Nam, nước mày có cái gì hay không. Đó là họ sẽ quan tâm những cái thứ đó, chứ họ không quan tâm em thu nhập như thế nào. Nên là nó tạo ra cái sự bình đẳng.
Cái đó là chắc là chị đi rồi thì chị thấy được nó phù hợp với cháu, thì cái vấn đề còn lại là phù hợp vào phụ thuộc vào em thôi. Em chỉ cần giải quyết tiếng Đức thôi, còn lại tất cả giấy tờ hồ sơ là đã có người làm cho em rồi. Dạy em phỏng vấn nè, hỗ trợ em phỏng vấn nè, rồi đến lúc làm visa thì giấy tờ hồ sơ gì người ta có một cái list đó, thì em cứ thế mà cung cấp thôi. Đấy, rồi người ta làm, rồi sau đến lúc phỏng vấn người ta đào tạo cho. Đấy, rồi lên nó nói cái gì. Đấy, rồi lên sân bay người ta cũng đợi, lúc mà bay thì sẽ thầy đi với em, thầy dẫn em ra sân bay làm thủ tục, rồi qua đó thì có người của bên công ty đón em ở sân bay luôn. Đấy, rồi đưa em tới cái chỗ trọ, chỗ ký túc xá mà thầy đã thuê sẵn cho em đó. Đấy, rồi tới ngày tới tháng, rồi các cái thủ tục nhập học, ví dụ như đăng ký tạm trú tạm vắng nè. Đấy, rồi làm thẻ xe buýt, làm thẻ ngân hàng ABC, tất cả mọi thứ thì sẽ có người hướng dẫn em. Đấy, rồi giới thiệu em chỗ học chỗ làm, sau đó thì nó vào guồng rồi thì em tự lập, thì họ chỉ giúp em chủ yếu là hòa nhập lúc đầu thôi, chứ còn ai mà đưa em đi học mỗi ngày được em, nó phải một mình em đâu. Họ chị vẫn chưa đi học hả? À, em là tháng mấy? À, tháng 4 đủ tuổi rồi thì lấy xe bằng xe máy đi chứ. Ê, đúng không? Vô đây thi cũng được, mà xe máy thì vô đây thi cũng được. Còn nếu mà muốn mà tính đường dài á, thì nghĩ là vô đây rồi cũng sắp xếp đi học lái xe ô tô đi. Bởi vì em cũng có cũng gần cả năm ở đây á, nên là em tập trung em học lấy cái bằng ô tô. Vì sao? Bởi vì qua Đức đa số người ta đi ô tô. Mà ví dụ như em muốn đi trải nghiệm đi, em đi xe buýt thì nó lâu tới lắm. Hoặc là em phải phụ thuộc vào cái lịch trình người ta. Còn đây em muốn đi chỗ nào em đi. Em thích đi câu cá thì đó, em có cái xe đó thì cứ chạy thôi. Xe đó nó rẻ, xe ô tô rất rẻ. Đấy, nước sản xuất ô tô mà. Đấy, và thuế thiết nó đâu có đánh gấp 3 như mình đâu. Đấy, khoảng đâu đó 100 triệu, 7-80 triệu là có cái xe chạy hành tráng rồi. Rẻ mà chị, mấy đứa mà Đức mà nó qua đây nó thực tập nên người ta có cái xe 2.000 euro là khoảng 5-7 triệu mà. Tao chạy âm âm có sao, Audi ra mà tỷ đó. Thì đó, thầy nói những cái mà thầy đang nói là những cái hành trang em đem chuẩn bị. Tất nhiên nó không phải là bắt buộc về mặt lái xe ô tô, nhưng mà em có thì nó là một cái gọi là cái công cụ mưu sinh với em, phương tiện đó, phương tiện để cho mình có thể đi đây đi đó, hoặc là đi làm cái này chỗ kia, đúng không? Hoặc là đi học ấy nó nhanh hơn. Tất nhiên thì không thể mua liền được, thầy nghĩ nó không cần thiết. Chừng nào mà em có thể nhắm là em có thể kiểm soát được cái việc học và làm của em á, và giờ giấc em thấy là nó ổn rồi đó. Đấy, và lúc đó có thể là có chút tích lũy. Đấy, thì thiếu thì có thể là xin thêm mẹ, hoặc là em tự chủ em mua luôn đi, tự nuôi cái xe đó, ví dụ như vậy. Hoặc là em có thể thông qua cái việc em đi kiếm làm thêm, tự lên một cái kế hoạch là ví dụ như sau một năm mình mới có một cái ô tô như cứu vậy. Còn cái bằng ô tô ở Việt Nam á, thì qua đó thì con phải đổi qua bằng của Đức, thì con phải thi lại lý thuyết. Nó sẽ có những cái quy định, thì cái đó thì khi mà con biết tiếng Đức thì con sẽ đọc cái quy định đó thôi. Thì đó là những cái cơ bản. Còn, trước mắt thì có hai việc thôi, đậu tốt nghiệp mà học tiếng Đức xong. Chị là 2 giờ hả? 2 giờ là dòng về hả? 2 giờ. Là bao nhiêu tiếng ta? Nếu mà đi dòng 6 tiếng. À, 6 tiếng là tối là ở nhà rồi. À, ok, vậy cũng được. Này thứ ấy là mai vẫn đi học hay là thi rồi? Giờ nó ôn thi rồi chứ, đúng không? Thi học kỳ rồi xong. Nói về tập trung hai việc đó thôi. Tiếng Đức thì cũng chưa tập trung được liền đâu, phải vô đại học thì mới biết được. Còn đây là tháng 7, dự kiến là ngày 18, tức là để cho các cháu sau khi tốt nghiệp là cuối tháng rồi thì cho nghỉ một tuần, chứ vô làm gì sớm. Vì thực ra đó là một hành trình dài chứ không phải là 1-2 ngày. Nên là trung tâm là cho các bạn nghỉ sau khi tốt nghiệp là một tuần, ngày 8. Một tuần đấy cho anh chơi. Đúng rồi. Để... thì sau đó thì vô học. Vô thì thường tốt nhất là vô rồi có ở ký túc xá không chị? Dạ có. Thì phải đăng ký trước nha. Bây giờ chỗ Thành đó, tư vấn thì chị đăng ký là để bạn đăng ký giữ chỗ trước cho cháu. Ký túc xá thì chắc cũng có nói rồi đúng không? Trong tiền cơ bản thêm. Nhưng mà qua Đức thì sướng. Qua Đức phòng ốc là hoành tráng. Nước mình là thứ nhất là dân đông,
đất chặt nữa, nước đang phát triển nữa, người ta nước số 3 thế giới nó khác nhau, đừng có so sánh, nó khập khiễng lắm, không đúng. Vì họ đã phát triển kinh tế là cách đây là 400 năm, 500 năm rồi. Có khi mình thực sự mới có được mấy chục năm, sao so sánh này? Không công bằng. Rồi tinh thần vậy ha, rồi có đói bụng chưa, đi ăn cơm đi. Người Sài Gòn thì ăn cơm tấm. Nếu mà quyết tâm thì mình phải thực hiện, chứ không thể mà kiểu mà có sự lựa chọn số 2 là nguy hiểm lắm. Lựa chọn số 2 thì em nên ở lại từ từ đã. Còn nếu mà em coi ok nước Đức là con đường duy nhất của em á, thầy dùng cái chữ là duy nhất, em hiểu không, để em sống chết với nó. Chứ còn bây giờ mà làm gì mà cũng cứ hai hàng là thua rồi, mất thời gian đó. Thầy đã cam kết với em rồi, em học đi, giấy tờ hồ sơ bên thầy lo cho, hợp đồng thầy đâu có thiếu đâu, em chỉ có mỗi việc học thôi. Ví dụ như thầy cô dạy không hiểu thì cứ nói thầy cô em chưa hiểu. Đấy, rồi làm bạn với những người khóa trước, hoặc là làm bạn với có một số bạn mà bằng điểm cao thì trung tâm giữ lại cho làm trợ giảng rồi dạy kèm thêm. Mấy đứa đó nó lại mấy đứa nó rất là lợi hại ở góc độ là nó mới thi, kiến thức nó còn mới toanh này, rồi nó biết nhiều chiêu nữa. Thầy cô là sẽ dạy rất bài bản về mặt sư phạm, nhưng mà nhiều chiêu là mấy đứa đó nó mới nhiều chiêu. Mấy này học chiêu nhanh lắm. Không, tức là em phải có nền nữa thì mới dùng chiêu được. Ví dụ như em đọc một cái đó, ít nhất em phải hiểu được khoảng 50% là mới đến mới dùng chiêu. Rồi giống như cầm điếc thì chiêu cái gì? Hiểu ý thầy không? Nên là phải có nền. Và cái nền ở đây ngôn ngữ nói chung là ngữ pháp, câu cú và từ vựng. Nó chỉ có ba cái đó thôi. Đó là cái nền đó. Thì y chang mà. Thì em phải, ví dụ như em muốn nói một cái gì đó thì em phải biết sắp xếp cái câu như thế nào. Rồi để mà nói được cái ý của mình thì phải có từ vựng tương xứng bơm vô. Đúng không? Thì nếu mà không học từ vựng, không lo học ngữ pháp, không học câu cú thì em thi cái gì? Thi bằng niềm tin này hay là đánh lỗi. Ít nhất em mới được khoảng, ví dụ như tiếng Đức là 60 điểm bắt đầu nha. Ít nhất mới được 50 rồi bắt đầu người ta mới chiêu, nó mới đẩy lên được. Ông 30 chiêu cái gì? 30 thì có thể đẩy lên tới 40 thôi, chứ đâu có thể nhảy một phát một gấp đôi như vậy được em. Nhưng mà cái kinh nghiệm của thầy là chỉ có tập trung vào ngữ pháp từ vựng, rồi sau đó thì tập thêm cái việc luyện tập nữa là không có cái gì mà con không làm được hết á. Con có từ vựng là giống như con nắm khoảng được 70-80% phần thắng này. Vì sao? Bởi vì ngữ pháp nó ít, từ vựng nó mới là mênh mông, mà em nắm được cái phần mênh mông đó. Thực ra tiếng Đức thì em chỉ cần nắm khoảng 2.500-3.000 từ là cũng đã ok rồi. Thì mình không giỏi được như người ta thì mình lấy 6-7 điểm cũng được, đậu được rồi. Còn nếu mà em giỏi hơn thì em được 70-80. Có đứa bên em thi 9-mấy điểm, gần 100 điểm. Thì nó sẽ có sự phân loại. Còn cái năng lực mình tới đâu thì điểm phân loại tới đó. Nhưng bèo nhất phải được 60 chứ. Kiểu vậy. Mấy cái đó làm được đúng không? Vậy thì con tập trung vô học tí. Đúng vậy, con chỉ tập trung một việc thôi. Và tập trung là tập trung cái đó, chứ đừng có tập trung vô bạn bè. Đừng có tập trung người khác nói gì kệ người ta. Đấy. Bởi vì nó không hợp với nó đâu có nghĩa là nó không hợp với em. Nó không học được đâu có nghĩa là em không học được. Em hiểu vấn đề không? Đấy. Đừng có nghe ai hết, em tập trung vào em. Đấy. Còn ví dụ như em cần cái sự tham vấn thì em nói chuyện với thầy, hoặc là các anh chị hỗ trợ, hoặc là nói chuyện trực tiếp với thầy cô. Chứ mấy cái đứa bạn thân, mấy đứa nó học mà chưa nên thân, nó chỉ gì em. Mà nó nói nó đâu có chịu trách nhiệm đâu. Đúng không? Nó xúi em đi chơi đi, học hành gì, ví dụ vậy. Nó đâu có chịu trách nhiệm với em đâu. Em thi rớt nó chịu trách nhiệm với em mà. Nó đóng tiền cho em thi lại à. Nhưng mà thầy là người chịu trách nhiệm nè. Là em học lại thầy phải dạy lại em miễn phí. Thì em mới làm việc với những người có trách nhiệm chứ. Tự nhiên đi nghe mấy cái đứa nó ham chơi thì em làm gì. Đó. Nhưng bạn này thì em nghĩ là nó không có đến mức như vậy. Nhưng mà em phải dặn trước, để cho em biết là cái gì thực sự nó quan trọng, cái gì nó có ý nghĩa, và cái gì nó quyết định cái tương lai của em. Và mình tập trung vào đúng cái đó. Là những cái bạn mà tập trung được cái gì, là những cái bạn sau này bạn vẫn chỉ yên tâm lắm. Vì bản thân em cái hợp đồng em đưa qua em cũng yên tâm nữa, bởi vì nó là cái đứa mà xây dựng uy tín cho trung tâm công ty của em chứ. Chứ bây giờ gửi qua nó giặt dẹo.
mà sau này nó cắt hợp đồng thì sao? Đúng rồi. Đấy, rồi chưa kể là ví dụ như em giặt dẹo em sau này sao bảo lãnh bố mẹ qua được? Bây giờ theo cái luật của Đức là em có công ăn việc làm ổn định là em bảo lãnh bố mẹ qua được. Cái chính sách của họ tuyệt vời như vậy rồi gì nữa. Bố mẹ qua không cần tiếng luôn nha. Còn tất nhiên thì đa số người ta sẽ muốn học tiếng rồi thì sao? Có những quan đi làm kiếm đồng chứ. Không lý chờ này nó về đem tiền về thì biết chừng nào mới ấy. Đó. Thì con hiểu là cái trách nhiệm của con nó rất là lớn. Nhưng mà đổi lại thì con là người được hưởng phần nhiều mà. Phúc lợi xã hội là con hưởng. Bố mẹ của con mà. Người thân của con, bạn bè của con. Chứ có gì của thầy đâu. Tất nhiên thì mẹ cũng có thể nói được cái gì thầy, nhưng mà thường á, kiểu là một nhà ông thi, đúng chị? Đấy, nhiều khi là kêu là mẹ áp đặt mẹ này A B C đấy, đấy đó, mẹ đó đi, con hiểu rồi. Thầy là khách quan, thầy cũng đâu biết con là ai đâu, đâu biết mẹ là ai, thì hôm nay mới biết nè. Thì thầy nghĩ sao thầy nói vậy thôi, cho nó nhanh gọn lẹ để con nắm thẳng vấn đề. Và người Đức họ cũng như vậy, họ không có xã giao gì em đâu. Nhiều anh chị á, là kiểu mà cảm xúc quá. Đa số như anh chị mà cảm xúc là đa số là không có cái trải nghiệm giống chị đâu. Nghĩ là đang chê con họ, không phải. Em đang chỉ cái vấn đề và em đưa ra cái giải pháp để khắc phục. Khác nhau chứ. Chỉ còn nếu mà mình cứ nghĩ là tại sao chê con tôi. Bây giờ nó không được thì em phải chỉ cho vấn đề của nó để em sửa cho nó. Chứ giờ nếu mà không sửa rồi qua đó, hoặc là ở đây nó không nên thân rồi cuối cùng ai lãnh, chị lãnh với ai lãnh. Tập trong công việc của mình thôi là xong rồi. Còn lại bởi vì trung tâm chỉ làm hợp đồng với em rồi cũng lo cho em bên Đức chứ từng đứa là lo riêng hết, theo ai giống ai đó. Nên là em cũng không cần phải bao đồng với chuyện người khác làm gì cả. Thân ai nãy lọt ra, mình ai nãy xong. Quả Đức đi chàng vậy. Còn ở ký túc xá thì đó, nó cũng cơ bản thôi. Cơm nước thích ngon là tự nấu. Còn nếu mà muốn vui thì có thể gom lại mấy đứa là nấu chung với nhau. Ví dụ như mấy đứa nào mà quê miền Trung á, ăn giống nhau thì gom lại. Hoặc là chung tần số mà chung cái gu á, thì ghép lại với nhau. Có một cái nữa thầy muốn nhấn mạnh là tất cả những cái gì con đạt được sau này á, nó không đến từ cái việc ngủ nha. Ngủ dùng tốt. Vì sao? Bởi vì ngủ thường 8 tiếng đủ rồi. Bởi vì cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm, cái kỹ năng, cái kiến thức á, nó không đến từ cái việc ngủ. Hiểu vấn đề không? Ăn ngủ tối ngày thì đòi giỏi hơn người ta, đòi thành công người ta chỗ nào? Công bằng ở chỗ nào? Có một cái việc rất là đơn giản mà thầy cũng rất là hay nói chuyện với các bạn, đó là chừng nào em chưa kiểm soát được cái đồng hồ của em thì thôi em đừng nghĩ tới cái việc thành công. Đúng rồi. Nó đơn giản mà. Đồng hồ chẳng hạn như hẹn 8 giờ, 9 giờ vậy là trớt quớt rồi. Đó em kiểm soát được cái việc đơn giản nhất. Có thể là khó với em nhưng mà nó là cái việc tối thiểu em phải làm. Có thể là ví dụ như bình thường em dậy 9 giờ thì em có thể bữa sau là 9 giờ kém. 8:30 chứ đâu ai bắt em phát một tới 7 giờ đâu, đúng không? Thì em có thể giảm cái cường độ dần, nhưng mà mình phải có thể hiện cái tính cam kết là ví dụ như đã hẹn cái đồng hồ là 8:30 dậy là 8:30 dậy, không có lèm bèm. Không ai thành công mà vô kỷ luật hết. Nên là cố gắng nha.